nhảy, leo nhảy. Mời bạn vô nước nha. Mời cả nhà con uống nước với hai chồng mình nha. Em có chả lụa nè ha. Ở nhà nem nướng nha. Có nem nướng nè ha. Đã lắm nha. Mình thích ăn nem nướng hơn cả quế. Nem nướng nó có tiêu hột to to với lại ăn nó không ngán hả? Hay là sao? Nó thơm không? Em thích nhất là cái chỗ này ha, nó làm cái hành phi á, là tự nó làm nha. Những cái hành phi cũng hấp dẫn lắm đây. Chỗ này ăn là cay gần 10 năm trên năm. Ăn lúc chưa có xu với ăn xu giờ mười mấy tuổi rồi. Đó anh chạy xe tải chuyên gia ghé ăn. Ở nhà mang anh nướng nha. Ướt gì ha, chỗ này gần nhà mình ha. Sao quá. Đi về cũng nhớ tiếng hồi lắm mà. Chứ chạy xe tải là đau bụng là nhà chạy ngang là ghé ăn. Chứ anh có mua gì cho con em ăn mà. Ngon quá. Giá nó cũng vậy đâu rồi anh. Bước tiếp năng có 13 hay 15 ngàn, 13 ngàn không? Bây giờ lên tới 25 ngàn không lên. Em thấy ý là em thấy giá thấy vậy mà đồ nó vẫn đi ăn vậy hả? Đúng nhiều ăn vậy đó. Thôi anh ăn 13 ngàn, giờ tới 25 ngàn đó. Ăn mấy chuyến đậu 12, sao lên 13, sao lên 15, 20. Có đợt mà heo mắc quá đó, có lên 20 ngàn. Không quế. Ngon ha. Chỗ này bán chất lượng. Ngon. Ngon thứ cái nem nướng ngon đã. Ở trong hộp ăn còn không ngon hết nữa. À, trước đó nha. Ở lần Tết là mình qua mình mua mấy ký nha, để tu lạnh bây giờ này. Có khách lại đem này cho mèo. Năm này có một cái cửa hàng trên Cầu Lắm gần Bất Cũ, gần trường đại học. Cái này gọn lẹ dễ ăn. Hồi nãy anh thấy ở trong nhà hát là nguyên một nhà chả luôn nha. Do nó làm giao mối mà. Ai có nhu cầu bán bánh ướt như vậy là không giao luôn. Không giao bánh rồi giao chả luôn rồi nè, nước nấm luôn về mình bán. Thì nó là đám á. Mình đặt cái này là mình đơn lên dĩa cũng gọn nè. Ngon lắm. Mới thì có anh khuyên cái ao sen nó lớn mà nó đẹp gì đâu. Em có quay à? Có quay ao sen à? Có chứ. Đẹp quá mà sao bỏ được. Quá, anh ăn gần xong đó. Muốn ăn chả thì
mới luôn. Mọi người phần là còn ha, vừa ăn không nhiều quá mất. Chợ Mỹ Thọ đi quay chợ Tháp 10. Mình đi mua ở đâu hàng quế đó? Hôm qua mua vậy là ăn cho đỡ ngán, là phải là chia nhiều lần ăn nha, chứ không phải ăn một lần ba bốn hộp ăn thôi nổi. Ăn cái mai mốt gặp mặt ngán, gặp mặt cái nước ngán chạy luôn. Nước mắm cũng ngon. Phải không? Phải nói là anh dễ nuôi thiệt đó. Gì ăn được, chín ăn được. Mấy người mắm ăn thấy thèm lắm. Thèm em cũng đang ăn chứ. Ngon quá. Ngon quá. Mà thèm cái gì ăn cũng nghe ngon nghe bạn. Còn cái món nào mà không thèm mà ăn nghe chứ quá. Nhưng mà em biết anh Phái ăn cơm với cá nhiều hơn. Nếu là cá hù quẹt. Cá quẹt mà có canh hay rau gì ha là ăn hết sỉ luôn. Thêm ớt thì nhiều luôn. Rồi bữa nay ăn món này ngon rồi ha. Rồi ngủ đi đâu có thiệt chứ anh. Quá trời cục này tiêu luôn. Nãy ngủ đi còn do dự nữa chơi nắng đâu có được ha. Nhưng 12 trưa là thèm kêu đi mua. Mua ngay giờ linh luôn các bạn. Tự nhiên 12 trưa đang nằm giỏng tiêu thiêu cái ngủ đi mua. Đi mua chả ăn anh ơi. Đi mua bánh, bánh đi mua đi mua bánh ướt ăn. Ừ, nó thèm thì biết sao được. Rồi xong. Vợ chồng mình quan tâm nghe nha. Làm mấy cái nhà ăn ở nhà video sao nha. Hôm nay mình làm món bánh ướt chợ. Không cần, cảm ơn cả nhà, bà cô chú nha, nhớ đăng ký hộ gia vợ chồng mình nha. Bye. Đã hoàn thành xong món bánh ướt chợ.